khởi tố ông Lê Tùng Vân trong vụ tỉnh thất Bồng Lai. Trung tá cảnh sát giao thông bị ma men tông hơn một năm trước đã qua đời. Khống chế tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn thông chốt cảnh sát giao thông. Bắt 14 đối tượng trộm hơn 9.000 mét cáp điện ngầm giá trị 19 tỷ đồng xa người mẹ cùng con nhỏ bị giật túi sách giữa khuya ngã trên đường. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Liên quan đến vụ án tỉnh thất bồng lai gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua, bởi những bê bối của nhóm tu sĩ sống trong khuôn viên này, Thông tin mới nhất, cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can Lê Tùng Vân để điều tra. Theo đó, vào ngày 19 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để điều tra làm rõ về hành vi loạn luân. Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của đối tượng Lê Tùng Vân, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An tiến hành thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định. Cụ thể, ông Lê Tùng Vân quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc. Liên quan đến ông Lê Tùng Vân và tỉnh thất Bồng Lai, trước đó ngày 3 tháng 11 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên án phạt bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai. Tòa tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên, 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc, 3 năm tù, cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hiện Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ. Được biết, hiện ông Vân vẫn được tài ngoại do tuổi cao sức khỏe yếu. Trung tá Cảnh sát Giao thông bị ma men tông hơn một năm trước đã qua đời Thưa quý vị, một năm trước, trong lúc đang làm nhiệm vụ, Trung tá Cảnh sát Giao thông Quách Văn Trường đã bị một tài xế xây rượu tông trọng thương. Sau một thời gian dài chữa trị do vết thương quá nặng, đến nay đã qua đời. Trong sự tiếc thương của gia đình đồng đội, tăng lễ tiễn đưa người chiến sĩ về nơi an nghỉ đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm. Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 6 tháng 2 năm 2023, tại quốc lộ 4E, đoạn qua phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai phát hiện kiều tiến tâm điều khiển xe máy chở theo một người với tốc độ cao có biểu hiện vi phạm pháp luật lúc này trung tá quách văn trường ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định nhưng người điều khiển phương tiện là kiều tiến tâm đã sử dụng rượu nên không chấp hành hiệu lệnh tăng tốc vượt qua chốt kiểm tra và đâm thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông hậu quả Trung tá Trường bị hất văng lên cao, ngã xuống lòng đường bị thương rất nặng. Đồng chí Trường nhanh chóng được đưa đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Tại hiện trường, kết quả đo nồng độ cồn đối với Kiều Tiến Tâm là 0,303mg trên 1 lít khí thở. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 15 tháng 2 năm 2023, Công an thành phố Lào Cai ra quyết định khởi tố bị can đối với Kiều Tiến Tâm về tội giết người. Sau khi bị thương nặng trung tá trường, được gia đình chữa trị trong thời gian dài nhưng do vết thương quá nặng trưa ngày 15 tháng 4 năm 2024, trung tá Quách Văn Trường, phó đội trưởng phòng cảnh sát giao thông đã qua đời. Công an tỉnh Lào Cai đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu Trung tá Quách Văn Trường tại nhà riêng theo nghi lễ công an nhân dân. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2024, Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương và gia quyến đã có mặt tại nhà riêng để tiễn biệt Trung tá Quách Văn Trường về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn hình ảnh những người đồng đội đến bên anh trong giờ phút cuối cùng, người thân trong gia đình anh không giấu nổi sự xúc động, xót thương. Theo Công an tỉnh Lào Cai, Trung tá Quách Văn Trường, 41 tuổi, quê Ninh Bình, đã có 21 năm học tập công tác chiến đấu trong lực lượng Công an Nhân dân, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với những cống hiến thành tích đã đạt được, Trung tá Trường được tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhì, nhiều bằng khen của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và nhiều giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình Trung tá Quách Văn Trường. Hy vọng gia đình sớm có thể vượt qua nỗi đau thương để trở về với cuộc sống thường ngày. Khống chế tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, thông chốt cảnh sát giao thông. Hàng loạt các vụ tài xế vi phạm nồng độ cồn thông chốt chống đối người thi hành công vụ xảy ra khiến dư luận không khỏi bức xúc. Tiếp tục, một vụ việc tương tự khi tài xế xe con vi phạm nồng độ cồn không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra và lao xe bỏ chạy. Ngày 19 tháng 4, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, một tài xế xe con vi phạm nồng độ cồn không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra và lao xe bỏ chạy trên quốc lộ 18 đoạn qua thành phố Hạ Long đã bị đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Ninh khống chế kiểm tra và xử lý theo quy định. Trước đó, tối 18 tháng 4, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 2 triển khai chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy tại km 110-300, quốc lộ 18, đoạn qua phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long. Đến khoảng 20 giờ 55 phút, Tổ công tác đã ra tín hiệu kiểm tra xe ô tô biển số 30A45391 có dấu hiệu nghi vấn. Tuy nhiên, tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng chức năng mà lao phương tiện qua chốt tăng ga bỏ chạy. Ngay lập tức, Thông tin phương tiện vi phạm được tổ công tác tại chốt chuyển tới các tổ công tác khác phía trước để yêu cầu tài xế dừng phương tiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, khi ô tô tới đầu đường Trần Hưng Đạo, phía ngã tư Lòng Tông, thành phố Hà Long, thì lực lượng chức năng đã dừng được phương tiện. Tài xế vi phạm được xác định là Sú Văn Đông, sinh năm 1988. Qua kiểm tra tại chỗ nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế ô tô biển số 30A 45391, là 0,696 mg trên một lít khí thở. Tại thời điểm tài xế này được kiểm tra, trên xe còn có đôi nam nữ cùng trú trên địa bàn thành phố Hạ Long, căn cứ dữ liệu hình ảnh âm thanh được các thiết bị nghiệp vụ thu thập, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã lập biên bản vụ việc và bàn giao tài xế Đông và các đối tượng liên quan cho công an thành phố Hạ Long để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn bỏ chạy, đe dọa đến an toàn tính mạng sức khỏe của những người xung quanh tài xế. Bắt 14 đối tượng trộm hơn 9.000 mét cáp điện ngầm, giá trị 19 tỷ đồng. Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa khám phá thành công chuyên án trộm cắp dây cáp ngầm đặc biệt lớn, trị giá 19 tỷ đồng. Nhóm này gồm có 14 đối tượng hoạt động liều lĩnh trên địa bàn thành phố Việt Trì. Vào ngày 8 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của công ty điện lực Phú Thọ về việc hơn 9.000 mét dây cáp điện ngầm, loại dây CADIVI 3 x 24 KV trị giá khoảng 19 tỷ đồng, bị kẻ gian trộm cắp. Đây là dây cáp điện của dự án lưới điện Trung Hà Thế, thành phố Việt Trì, thi công từ năm 2020 đến năm 2024. Tiếp nhận thông tin ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc công an tỉnh Phú Thọ và đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, ban chuyên án với lực lượng chủ công là phòng cảnh sát hình sự đã cử hàng chục tổ công tác đi các tỉnh thành phố như Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái và các tỉnh phía Nam để xác minh thu thập chứng cứ. Ngày 16 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh khám xét khẩn cấp đối với 13 đối tượng có liên quan. Hai ngày sau, một đối tượng khác là Vương Văn Thịnh, 39 tuổi, do được vận động, đã ra đầu thú. Bước đầu cơ quan công an đã xác định, Nguyễn Nam Hùng, 34 tuổi, trú Hà Nội, là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Đoàn Văn Quang, 31 tuổi, trú tỉnh Sơn La, là đối tượng thực hành tích cực Hoàng Đông Quyền, 47 tuổi, trú Hà Nội là người vận chuyển và Nguyễn Thị Phương, 55 tuổi, trú Hà Nội là đối tượng tiêu thụ. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự 14 người có liên quan. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng. Chồng dùng dao tấn công vợ trọng thương rồi tự đốt nhà Xin được chuyển sang các thông tin khác. Vừa qua do mâu thuẫn gia đình, một người chồng đã dùng dao tấn công vợ đến trọng thương. Sau đó người này đã tự tay châm lửa đốt nhà của mình. Hiện lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu trưa 18 tháng 4, cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Bắc Quảng Nam chữa cháy ngôi nhà của ông DVT 62 tuổi, thôn Trảng Suối, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Tại hiện trường, cảnh sát xác định vụ cháy nhà này xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn gia đình, ông T tự đốt nhà. Và cuộc điều tra công an xác định do mâu thuẫn gia đình, vợ chồng cãi nhau nên ông T dùng dao tấn công vợ chồng thương, sau đó ông T tiếp tục đốt nhà mình. Vụ việc xảy ra, vợ ông T được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch. Sáng 19 tháng 4, công an thành phố Hội An, Quảng Nam xác nhận đang điều tra vụ việc trên. Lãnh đạo công an thành phố Hội An cho biết đang tạm giữ hình sự ông T để điều tra. Hàng loạt những vụ việc tương tự xảy ra để lại nhiều hậu quả nặng nề. Trong cuộc sống, vợ chồng gặp phải mâu thuẫn, bất đồng là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, trước mỗi sự việc Mỗi cặp đôi cần giữ bình tĩnh, chớ nóng giận mất kiểm soát gây tổn thương đến người mình yêu thương. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 4 vừa qua, tại Hà Tĩnh xảy ra một vụ cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận bởi sự manh động của đối tượng. Theo camera an ninh cửa hàng ghi lại, chỉ trong 10 giây, đối tượng đã lấy đi số lượng lớn trang sức bằng vàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng, chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, kẻ này đã bị tóm gọn. Cụ thể, vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 1 tháng 4, Nguyễn Minh Toàn, sinh năm 1994, bịt kín mặt, điều khiển ô tô biển kiểm soát 38A11380, dừng trước cửa tiệm vàng Kim Sơn Hiền ở số 50 Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, cầm búa đi vào bất ngờ đập vỡ kính, lấy đi một số vàng rồi nhanh chóng bỏ chạy khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền đóng tại số 50 Nguyễn Thiếp, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhận thấy chủ tiệm vàng có sơ hở nên Toàn đã chạy xe đến chỗ vắng, dùng băng dính che kín biển số xe để thực hiện ý định cướp. Sau đó Toàn lái xe quay lại, bịt kín mặt, đeo găng tay, xông vào cửa tiệm, dùng búa đinh đập vỡ cửa tủ rồi lấy vàng lên xe tẩu thoát. Tất cả diễn ra rất nhanh, theo camera an ninh của cửa hàng ghi lại. Vụ cướp chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng khoảng 10 giây. Theo lời của ông Sơn, chủ tiệm vàng Kim Sơn Hiền, tên cướp cực kỳ liều lĩnh khi tự ý mở cửa xông vào bên trong rồi dùng búa phá cửa kính, cướp đi số lượng lớn trang sức bằng vàng trị giá khoảng 200 triệu đồng trong sự ngỡ ngàng của con gái ông. Ông Sơn cho biết gia đình ông sinh sống trong căn nhà 4 tầng nằm trên đường Nguyễn Thiếp, tầng 1 gia đình sử dụng để kinh doanh vàng bạc, vào tối xảy ra vụ việc, sau khi đi tập thể dục về, ông Sơn lên trên lầu để nghỉ ngơi, còn con gái ông là Lê Ngọc Trang vẫn đang dán tem mác cho các mặt hàng trang sức dưới cửa tiệm ở tầng 1. Đến khoảng hơn 20 giờ, do có việc nên vợ ông Sơn mở cửa tầng 1 để ra ngoài, bên trong con gái vừa trông coi cửa hàng, vừa làm việc. Ông Sơn nhớ lại, thời điểm này gia đình thường đóng cửa tiệm do không còn khách, nhưng tối qua do vợ tôi có việc phải đi ra ngoài và con gái đang làm việc nên cửa tiệm chỉ đóng mặc chưa khóa. Đến khoảng 20 giờ 50 phút, tên cướp đã liều lĩnh mở cửa, lao vào bên trong rồi dùng búa đập tủ kính, cướp đi số trang sức bằng vàng trị giá khoảng hơn 200 triệu đồng. Theo ông Sơn, vì tên cướp hành động dã man nên con gái ông khi phát hiện ra sự việc có đuổi theo nhưng không kịp. Tên cướp đã nhanh chóng lên chiếc xe ô tô đậu sẵn trước cửa rồi lái xe tẩu thoát. Toàn bộ vụ cướp được camera an ninh cửa tiệm vàng ghi lại. Sự việc xảy ra, chủ tiệm vàng đã nhanh chóng trình báo vụ việc cho cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin trong đêm từ dữ liệu camera an ninh, công an huyện Can Lộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hà Tĩnh, công an thành phố Hà Tĩnh chia thành nhiều mũi khoanh vùng nghi vấn, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết nhanh, chặn đường tẩu thoát của đối tượng. Một cán bộ trực tiếp tham gia truy bắt nghi phạm cho biết, quá trình truy vết cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn bởi đối tượng manh động, gây án nhanh nên hầu như dấu vết để lại hiện trường không có. Đối tượng bịt kín mặt, đeo găng tay và che biển số gây khó khăn trong công tác khoanh vùng. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Can Lộc, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an thành phố Hà Tĩnh được chia thành nhiều tổ, tổ chốt chặn, tổ ra soát đối tượng, tổ ra soát phương tiện. Với sự phối hợp nhịp nhàng, cơ quan điều tra nhanh chóng xác định Nguyễn Minh Toàn chính là nghi phạm số 1. Để đảm bảo an toàn quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã rất thận trọng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 18 tháng 4, nghi phạm xa lưới bắt giữ thành công Nguyễn Minh Toàn khi hắn đang lẩn trốn tại khu vực sân bay thành phố Vinh. Vị cán bộ điều tra chia sẻ, sau khi xác định được nghi phạm, cơ quan điều tra đã liên lạc với gia đình nghi phạm, trực tiếp vận động đối tượng ra đầu thú. Quá trình gần 4 tiếng đồng hồ truy bắt nghi phạm được diễn ra an toàn. Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Minh Toàn làm nghề nội thất ô tô, đã có vợ và một con. Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận do chơi bời, đánh bạc, nợ tiền một ứng dụng trên mạng, dẫn đến nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán để trả nợ. Sau khi gây án, Toàn hoảng loạn, điều khiển xe ô tô chạy trốn. Hắn chạy ra khu vực sân bay Vinh trong vô thức với mục đích chạy ra khỏi địa bàn chứ không có ý định ra sân bay để tàu thoát. Bằng nghiệp vụ chuyên nghiệp, cơ quan chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng và bắt giữ đối tượng sau vài giờ gây án. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra hành vi phạm tội của đối tượng này. Hàng loạt các vụ cướp tiệm vàng xảy ra gần đây khiến dư luận hoang mang các đối tượng hiện nay vô cùng manh động và liều lĩnh. Vì vậy, mỗi cơ sở kinh doanh vàng hay những đồ có giá trị lớn cần nâng cao cảnh giác, lắp đặt những thiết bị phòng chống trộm cắp hiện nay. Người dân quanh nhà bé gái lớp 6 sinh con không khỏi xót xa, xa. Liên quan đến vụ việc bé gái lớp 6 nghi bị hàng xóm ép quan hệ dẫn đến mang thai và sinh con đang được dư luận quan tâm và không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của cháu bé, sau khi biết vụ việc, người dân sinh sống xung quanh khu vực nhà cô bé vẫn chưa hết ngỡ ngàng, phẫn nộ trước hành vi của gã đàn ông kia. Một số người dân nơi đây đã có những chia sẻ về gia đình nạn nhân sau vụ việc này. Theo đó, những ngày gần đây, các hộ dân xung quanh gia đình bé TDNL vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi nghi vấn đang tập trung vào một người đàn ông sống gần nhà cháu L. Một số người dân nơi đây cho biết, gia đình cháu L và người đàn ông này rất thân thiết với nhau. Một người dân chia sẻ, nhiều khi bố cháu lờ đi làm về muộn, còn điện nhờ người đàn ông này mang cơm sang cho các cháu nhà anh ấy, họ thân thiết đến mức hễ nhà ai có cỗ bàn gì cũng mời nhau. Biểu hiện bên ngoài quan hệ hai gia đình chẳng có gì bất thường. Cũng theo người dân nơi đây, người đàn ông này không phải người gốc địa phương, khoảng 10 năm trước, người đàn ông này đến đây định cư rồi kinh doanh cho thuê trọ lại. Ông này có hai con gái, cháu lớn đang học đại học, cô thứ hai đang là học sinh trung học phổ thông. Sự việc xảy ra tại khu dân cư G1, thôn Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, bà Vương Thị Hà, tổ trưởng cho biết, gia đình cháu Lở có hoàn cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi từ nhiều năm, để lại hai con cho chồng vất vả chăm nuôi. Bà Hà chia sẻ, biết tin cháu Lở sinh con, tôi cũng kêu gọi mọi người trong khu dân cư cùng nhau đến thăm hỏi, động viên cháu và gia đình. Bên cạnh đó, cũng nhắc nhở mọi người phải cảnh giác quan tâm, để ý đến các con hơn. Còn về câu chuyện ai là người gây ra lỗi lầm thì tôi không bàn luận, bởi chưa có kết luận từ cơ quan công an. Về phía bố cháu L, ông A cho biết con gái ông vừa mổ sinh nên sức khỏe yếu. Người đàn ông này tất bật chạy đi chạy về để lo cho hai con. Hiện công an huyện Thanh Trì đã lấy mẫu ADN để xét nghiệm phục vụ cho công tác điều tra. Họ nói phải chờ khoảng 3 đến 4 tuần mới có kết quả. Vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm và phẫn nộ trước hậu quả hành động của một người đàn ông hành sự cho một bé gái đang chỉ học cấp 2. Hy vọng rằng chân tướng vụ việc sẽ sớm được làm sáng tỏ, trả lại công bằng cho hai bố con em L. Qua sự việc trên cũng là một lời cảnh tỉnh đến các bậc phụ huynh về việc quan tâm, chăm sóc con trẻ. Hãy trang bị cho con những kỹ năng cần thiết trong việc bảo vệ bản thân, tuyệt đối không cho ai được chạm vào bộ phận nhạy cảm và cần thông báo cho người lớn khi có chuyện đó xảy ra. Bắt giữ kẻ dâm ô học sinh ở Cao Bằng Tiếp tục lại là một vụ việc một học sinh ở Cao Bằng bị một nam thanh niên sử dụng hành vi đồi bại. Kẻ này đã lợi dụng thời điểm các nạn nhân đi học bằng xe đạp để xam sỡ, Nắm được sự việc, lực lượng chức năng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng để điều tra vụ việc. Theo đó, ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành, sinh năm 2000, trú tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, về hành vi dâm ô đối với trẻ vị thành niên. Trước đó, vào ngày 15 tháng 4, trên một tuyến đường thuộc phường Tân Giang, thành phố Cao Bằng, Cháu Hát, sinh năm 2011, học sinh lớp 8, đang đi xe đạp đến trường, thì bị đối tượng Thành đi xe máy từ sau, sờ mó, làm cháu hoảng loạn. Sau đó, cháu Hát đã kể lại với gia đình để báo lên lực lượng chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo về việc học sinh bị xam sỡ trên đường đi học, Công an thành phố Cao Bằng đã nhanh chóng tập trung xác minh làm rõ. Qua quá trình điều tra, lực lượng công an thấy nổi lên đối tượng Phạm Trung Thành có nhiều dấu hiệu phạm tội. Ngày 16 tháng 4, tại cơ quan công an, Thanh đã khai nhận hành vi phạm tội và khai thêm trước đó còn gây ra 3 vụ tương tự. Cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc thanh niên này dở cho đối bại với trẻ em ở Cao Bằng, theo đúng quy định của pháp luật. Sau vụ việc, công an tỉnh Cao Bằng khuyến cáo người dân nên nâng cao cảnh giác. Các bậc phụ huynh cần quản lý, quan tâm hơn nữa đối với con em trong sinh hoạt, học tập, vui chơi, đặc biệt là trang bị cho trẻ em kiến thức, kỹ năng phòng tránh các đối tượng xấu tiếp cận, dở cho đối bại với các em người đàn ông dùng gậy pizza hành hung nhiều người trong quán. Xin được chuyển sang các thông tin khác. Vừa qua tại một quán pizza xảy ra một vụ ẩu đả giữa một nhóm đàn ông. Theo camera của quán, một người đàn ông dùng dao hành hung đấm đá túi bụi nhiều người. Hiện công an huyện Krông Năng đang truy tìm đối tượng gây ra vụ ẩu đả này. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4 tháng 4, tại quán pizza M thuộc địa bàn thôn Lộc Tân, xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, có nhiều người đang đến quán chơi tại đây trong lúc nói chuyện với nam nhân viên của quán một người đàn ông lập tức rút con dao nhọn mang theo trong người ra rồi đè nam nhân viên xuống bàn pizza rồi dí dao vào nạn nhân chưa dừng lại người đàn ông còn hung hăng chửi bới xông vào đấm đá tắt túi bụi nam nhân viên quán pizza trên tiếp sau đó người đàn ông còn đấm đá vào hai vị khách của quán và buông lời thách thức toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của quán pizza ghi lại theo lời một nam thanh niên cho biết vào thời điểm trên một người đàn ông tên trờ có xin tiền của nam nhân viên quán bia thì bị từ chối lúc này ông trờ đã giật tiền trên tay của nam nhân viên và nhân viên này có đòi lại dẫn đến lời qua tiếng lại rồi bị ông trờ xông vào hành hung ngay sau khi xảy ra vụ việc nam nhân viên quán bia đã được đưa vào bệnh viện điều trị thương tích bên cạnh đó các bị hại cũng đã có đơn trình báo sự việc lên cơ quan công an Ngày 28 tháng 4, một lãnh đạo công an huyện Công Năng tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều tra xác minh vụ việc này. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, đối tượng nói trên hiện không có mặt tại địa phương. Hiện nguyên nhân sự việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng, cơ quan công an đang tập trung triển khai để làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, những bất hòa trong gia đình luôn bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, tuy nhiên, ngày càng xảy ra nhiều vụ mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái dẫn tới đổ máu, để lại hậu quả không thể cứu vãn. Một trong số đó là vụ con trai trút mưa dao gây thương tích nặng nề cho bậc sinh thành xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk mới đây. Ngày 18 tháng 4, Công an huyện Rông Búc, Đắk Lắk thông tin, đơn vị này đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc con trai tấn công mẹ ruột trọng thương xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 17 tháng 4, VHD 26 tuổi, ngụ xã Chư Cơ huyện Cơn Rông Búc, cầm hai con dao tấn công bà TTH 56 tuổi là mẹ ruột của Hát. Hậu quả vụ việc khiến bà Hát bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Rông Búc đã tạm giữ nghi phạm D để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, cơ quan công an đã tiến hành test ma túy đối với Đề, kết quả cho thấy đối tượng âm tính với ma túy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cho hành vi của D. Xin chuyển sang thông tin khác. Theo camera của một quán pizza trên địa bàn huyện Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk ghi lại, chiều ngày 4 tháng 4, một người đàn ông đã đi vào quán và dùng dao uy hiếp hành hung nhiều người tại đây mà không rõ nguyên nhân. Hiện công an huyện Rông Năng đang truy tìm người đàn ông này. Ngày 18 tháng 4, công an huyện Rông Năng, tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đang xác minh vụ một người đàn ông mang theo dao hành hung nhân viên quán pizza cùng hai thành niên khác. Cũng theo công an huyện Rông Năng, Người gây ra vụ hành hung trên hiện không có mặt ở địa phương. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 4, tại một quán pizza ở huyện Trông Năng, một người đàn ông rút dao uy hiếp nam nhân viên của quán. Người này còn lớn tiếng chửi bới hành hung những người xung quanh. Hình ảnh từ camera an ninh của quán pizza cho thấy, khi xảy ra vụ việc có nhiều người trong quán, nhưng không ai dám can ngăn. Khi thấy sự việc phức tạp, nhiều khách chơi pizza đã bỏ ra ngoài. Cũng theo camera an ninh, một nhân viên quán pizza bị tấn công, ngồi bè xuống góc tường, một thanh niên khác bị người đàn ông trút đòn đã gục xuống nền nhà. Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh, cơ quan công an đã bắt được đối tượng, thu giữ tăng vật cùng phương tiện gây án, cung cấp lời khai cho cơ quan chức năng. Đối tượng này cho biết do đánh bạc nợ nần nhiều nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả nợ. Ngày 18 tháng 4, thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Can Lộc kịp thời bắt giữ Nguyễn Minh Toàn sinh năm 1994, trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Toàn là nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc vào đêm ngày 17 tháng 4, lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật cùng phương tiện gây án. Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 17 tháng 4, Công an huyện Can Lộc tiếp nhận tin báo của anh Lê Ngọc Sơn, Sinh năm 1975, trú tại thị trấn Ngàn Căn Lộc, Hà Tĩnh, với nội dung khoảng 20 giờ 50 phút cùng ngày có một đối tượng nam giới bịt mặt, không rõ danh tính, điều khiển xe ô tô che biển kiểm soát dừng trước cửa hàng vàng bạc Kim Sơn Hiền của gia đình anh. Sau đó đối tượng xông vào quầy bán hàng, dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy một số vòng đeo cổ bằng vàng và lên xe tẩu thoát trong đêm tối. Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc và Công an các đơn vị địa phương đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu chứng cứ, tiến hành chốt chặn các tuyến, soát xét các địa bàn để kịp thời bắt giữ đối tượng. Đến khoảng 1 giờ ngày 18 tháng 4, lực lượng chức năng xác định được đối tượng gây ra vụ án và tiến hành bắt giữ Nguyễn Minh Toàn khi y đang lẫn trốn tại thành phố Vinh, Nghệ An. Tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ 16 vòng kiền bằng vàng có giá trị khoảng 190 triệu đồng, một xe ô tô biển kiểm soát 38A11380, cùng tài liệu tăng vật liên quan đến vụ án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Minh Toàn khai nhận do chơi bời đánh bạc dẫn đến nợ không có tiền để trả. Chiều tối ngày 17 tháng 4, Toàn đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền trả nợ. Đối tượng đã điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38A11380 đi từ thành phố Hà Tĩnh chạy theo quốc lộ 1A ra đến thị trấn Ngàn, chạy lòng vòng quan sát khi đi qua cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Sơn Hiền phát hiện sơ hở nên toàn đột nhập vào tiệm vàng dùng búa đinh đập vỡ tủ kính lấy vàng rồi lên xe tẩu thoát cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Can Lộc đã ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Minh Toàn tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật thời gian gần đây nhiều người dùng mạng xã hội không mấy xa lạ với tài khoản tiktoker có tên là Vu Quạt Tài khoản này thường livestream giới thiệu các sản phẩm quạt điện trên nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, dư luận cho rằng các sản phẩm quạt điện trên được người này tự sản xuất và bán trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua mạng xã hội mà không được sự kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy thì liệu rằng có đảm bảo an toàn cho người sử dụng hay không? Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất tại Bắc Ninh của chủ tài khoản trên. Ngày 17 tháng 4, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh và công an huyện Yên Phong đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất và kinh doanh các sản phẩm quạt điện của tài khoản mạng xã hội TikTok Vua Quạt. Theo quy nhận cơ quan chức năng sau khi kiểm tra đã tiến hành tạm giữ và niêm phong nhiều sản phẩm linh kiện và quạt điện có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật. Ngoài ra, công an huyện Yên Phong trong quá trình kiểm tra cũng đã tạm giữ một người không liên quan đến hàng hóa do có hành vi chống đối lực lượng chức năng. Vẫn theo ghi nhận trong suốt quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng, không thấy có sự xuất hiện của chủ cơ sở sản xuất. Đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Yên Phong, thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất và kinh doanh quạt điện của tài khoản mạng xã hội TikTok vô quạt theo đúng quy định của pháp luật đại diện lãnh đạo cục quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh khẳng định chúng tôi vẫn đang tiếp tục mời chủ tài khoản TikTok Vu Quạt lên phối hợp làm việc để làm rõ hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm quạt điện của người này. Trước đó chiều 11 tháng 4, lực lượng chức năng huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đến xác minh kiểm tra theo nguồn tin báo về hoạt động sản xuất kinh doanh quạt của tài khoản mạng xã hội TikTok mang tên Vu Quạt. Đáng nói hơn, khi cơ quan chức năng tới làm việc kiểm tra theo nguồn tin báo thì TikToker mang tên Vua Quạt đã live stream trên nền tảng mạng xã hội TikTok và có những lời lẽ thiếu kiềm chế. Việc live stream của tài khoản Vua Quạt trên không gian mạng xã hội đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Liên quan đến sự việc này, luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, nhận định rằng Việc người dân có những lời lẽ thiếu tôn trọng, thiếu chuẩn mực đối với người thi hành công vụ, trong đó bao gồm công an trên mạng xã hội được xem là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào mức độ tính chất và hậu quả của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại nếu có. Luật sư Bình khuyến cáo, người dân khi bán hàng trên mạng xã hội thì cần tuân thủ đúng quy định của bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, không sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục tung tin giả, tin sai sự thật, quảng cáo kinh doanh dịch vụ trái phép, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Xôn xao clip hai mẹ con đi xe máy ngã văng ra đường do bị giật túi sách. Ngày 19 tháng 4, trên mạng lan truyền video người phụ nữ chở con về khuya trên quốc lộ 13, đoạn qua địa bàn phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, theo xác minh của phóng viên, nạn nhân trong vụ việc là chị NTIN, 21 tuổi, quê An Giang. Vào khoảng 23 giờ 40 ngày 15 tháng 4, chị N điều khiển xe máy đi đón con từ nhà ngoại về nhà trọ phía sau trường tiểu học Tân Định. Khi đến quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn phường Tân Định, bất ngờ thấy xe máy phía sau tiến gần áp sát, rồi giật chiếc túi sách đeo bên người chị N. Sau khi giật được túi sách, các đối tượng tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường. Đi giật bất ngờ, chị N và con nhỏ ngã văng ra đường. Cả hai mẹ con bị chế sức khắp người, được người nhà ra đưa về. Đến ngày 19 tháng 4, chị Nơ vẫn đang bị đau nhức, tinh thần hoảng sợ, ám ảnh thời điểm bị cướp giật. Người dân cho biết, nạn nhân bị cướp giật túi sách bên trong có 25 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Hiện vụ việc đã được nạn nhân trình báo cho chính quyền địa phương. Một thanh niên bị đâm tử vong xuất phát từ mâu thuẫn đặt nem. Đến rạng sáng ngày 19 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi quán mạng xảy ra tại phường Mũ Né, thành phố Phan Thiết. Theo thông tin ban đầu vào tối ngày 18 tháng 4, do cho rằng mình bị Nguyễn Minh Huy đặt nickname sỉ nhục nên Hồng Huy 17 tuổi đã đến gặp Minh Huy 20 tuổi tại bãi xe của quán hải sản mà Minh Huy làm. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát và sau đó Minh Huy dùng dao đâm Hồng Huy. Nạn nhân chạy được vài mét thì ngã gục xuống đất hung thủ đã dùng xe máy chở nạn nhân đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Minh Huy đã đến công an phường Mũi Né trình diện. Được biết nạn nhân Hồng Huy là học sinh lớp 11 và có bạn gái làm chung quán với hung thủ. Thu nhập 20.000 một ngày, lao động nghèo mua mớ rau phải để dành cho ba bữa. Theo báo cáo chỉ số giá sinh hoạt cho không gian năm 2023 do Tổng cục Thống kê mới đây công bố cho thấy, Hà Nội là địa phương có mức giá đắt đỏ nhất cả nước Đối với những người lao động nghèo như bà Trần Thị Nụ, giá cả đắt đỏ là một gánh nặng rất lớn khi mà bà ăn bữa nay phải lo cho bữa mai. Làm ăn nó khó khăn thì thôi bảo nên đây rồi. Giờ già rồi hỏi đi giúp việc họ cũng cho mượn nè. Rồi thôi đi nhặt đi rồi. Mất từ lúc 12 rưỡi giờ này. tôi vào bãi rác tôi nhặt đây nè. Đây được, mới được hai chục. Có nào ăn vậy thì cứ mua một bó rau uống 12.000 thì ăn làm ba bữa. Rồi lại mua nạc, muối nạc về ăn đại khái nó không dư dật, năm nay làm không dư dật. Còn đối với bà Hồ Thị Nụ, công việc đem lại nguồn thu nhập ít ỏi, không đủ chi tiêu. Tuy nhiên mức sống lại đắt đỏ, khiến bà phải chắt bóp từng đồng để bám trụ ở thủ đô. Ngày nào đi làm không để ra đồng nào, ngày dăm bảy chục, thậm chí có ngày mưa này nghỉ, nhà trọ thì đắt, ăn chi tiêu hàng ngày cũng đắt, các khoản cũng đắt, ăn bữa nay nó no mừng mai. Ở ngày nào biết vậy đấy, biết bao giờ là xa thủ đô được. Theo báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian, xét theo tỉnh thành, thành phố trực thuộc trung ương, Hà Nội được lấy làm gốc để so sánh và được tính bằng 100%. Đứng thứ hai là thành phố Hồ Chí Minh với chỉ số giá sinh hoạt theo không gian bằng 98,44% so với Hà Nội. Hai thanh niên sát hại người rồi tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông. 1 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, Công an huyện Mai Sơn nhận được tin báo của Công an xã Trường Sung phát hiện anh Lường Quốc Việt, sinh năm 2007, trú tại bản bốc xã Trường Sung chết chưa rõ nguyên nhân tại đoạn đường vắng thuộc bản cang xã Trường Sung. Phần đầu nạn nhân có nhiều vết thương bất thường, nghi vấn do tác động của ngoại lực. Bản giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan phối hợp với công an huyện Mai Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh ngay trong đêm. Sau 6 giờ truy vết quyết liệt, lực lượng công an đã xác định được thủ phạm và tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lò Chính Lương, sinh năm 2009, và Hoàng Văn Tiến, sinh năm 2006, cùng chú tại xã Trường Sung, huyện Mai Sơn về hành vi giết người và thù giữ hung khí gây án. Tại cơ quan điều tra, Lò Chính Lương và Hoàng Văn Tiến khai nhận do có mâu thuẫn từ trước, đêm muộn ngày 17 tháng 4 gặp Lương Quốc Việt tại tiệc rượu ở nhà người quen lương và tiến đã về trước chuẩn bị hai dao một đoạn gậy sắt phục ở đoạn đường vắng khi lương quốc việt đi xe mô tô một mình qua để về nhà hai đối tượng đã ép đuổi từ phía sau lên dùng gậy sắt vụt chân đạp làm việt ngã xuống đường việt vừa ngồi dậy liền bị lương đạp lăn xuống rãnh lương tiến dùng dao chém gậy sắt vụt nhiều nhát vào đầu làm việt tử vong tại chỗ để che giấu hành vi phạm tội Lương và Tiến đã kéo nạn nhân lên lề đường, tạo dựng hiện trường giả là Lương Quốc Việt bị chết do tai nạn giao thông, sau đó cất giấu hung khí rồi gọi dân bản đến cấp cứu Việt. Nạn nhân đã được trao trả cho gia đình để thực hiện mai táng theo phong tục. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Bắt giam hai đối tượng trộm cắp tài sản sau khi chơi ma túy Vào khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 3, sau khi sử dụng ma túy, đối tượng Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 1992 điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Minh Hoàng sinh năm 1995 để di chuyển trên các tuyến đường thuộc huyện Dũng Liêm tìm tài sản để trộm cắp. Sau khi trộm và bán chiếc xe máy đầu tiên cho vợ phế liệu với giá 800.000 đồng thì hai đối tượng tiếp tục trộm chiếc xe thứ hai đang trên đường đi đến điểm bán thì bị công an tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Minh không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy đến địa phận xã Trung Ngãi thì nhảy sông lẫn trốn. Đến 4 giờ 30 phút sáng ngày 24 tháng 3, đối tượng Minh bị công an bắt giữ. Hiện công an huyện Dũng Liêm ra quyết định bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản cháy nhà dân trong hẻm sâu ở thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tài sản thiêu rụi. Chiều ngày 18 tháng 4, một nhà cấp 4 ở đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh bùng cháy, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 15, người dân sống trên đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8 bất ngờ khi thấy khói bốc lên kèm mùi khét. Sau khi xem thì hốt hoảng thấy ngọn lửa bùng lên tại một ngôi nhà cấp 4 nằm sâu trong con hẻm 112. Nhiều người dân đã hô hoáng và đã cùng dập lửa nhưng không thành. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát dữ dội. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 8 nhanh chóng điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dùng vòi rồng dập tắt đám cháy, ngăn cháy lan. Vì nhà cháy nằm trong hẻm nhỏ gây nhiều khó khăn trong công tác chữa cháy. Đội phòng cháy chữa cháy phải kéo ống cấp nước dài hơn 100m từ hẻm 110 đến hẻm 112 để phục vụ công tác chữa cháy. Đồng thời phong tỏa hai đầu hẻm nhằm tránh sự nguy hiểm đến người dân khoảng 30 phút sau, hỏa hoạn nhanh chóng được kiểm soát, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Từ ngày mùng 4 tháng 4, khi cục đường bộ cầm xe khách, xe tải trọng lớn đi vào cao tốc Bắc Nam, thì loài xe trên tràn xuống quốc lộ 1. Hai bên quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Trị có mật độ xe đông, phương tiện nhiều, gần thêm nhiều xe tải trọng lớn, khiến tai nạn giao thông rình rập người đi đường. container là chạy là một cái không biết bao nhiêu chuyến, qua thành phố mà chạy thế này thì rất là nguy hiểm. Quốc lộ xe đông đã đền, tuyển đường này nhỏ hẹp, nhưng xe container vẹn chen vào, chạy rầm rập ngày đêm để tránh trạm thu phí. Sẽ có tham mưu cho ủy ban thị xã, văn bản đề nghị cấp thẩm quyền xem xét việc hạn uh, chế phương tiện tải trọng lớn lưu thông vào uh, trung tâm thị xã. Sau khi cầm xe tải, xe khách đi vào cao tốc, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 qua tỉnh Quảng Trị có chiều hướng tăng. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị kiến nghị cơ quan chức năng xem xét lại việc phân luồng. Những ngày vừa qua, Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua thời tiết nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 tới 38 độ C, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động thường nhật của người dân, đặc biệt là những người dân lao động đang phải vật lộn mưu sinh ngoài đường. Họ chỉ mong nắng nóng dịu lại để cuộc sống bớt vất vả hơn. từ 10 rưỡi trưa cho đến 3 rưỡi chiều là cái tầm là lắng trên khoai lắng nhất sức khỏe nó ôm yếu nhiều chứ dọn trong cái hàng ấy chạy hết cả hơi mà chạy được đồng lao nữa trong tiện thời tiết nó mát hơn tí lắng thì không ai ra rồi dép thì làm, còn bán được túc tắc bán được còn giày lắng như này các cơ quan chức làm thể người ta không ra Thế buổi hàng ngày buổi nắng không bán được Lúc này thì tôi cảm thấy rất là khó chịu Hiện tại mấy hôm nay nắng nóng thì mình chỉ chạy đến tầm 6 tiếng là cảm giác rất là mệt rồi nó không muốn ở ngoài đường nữa, chỉ muốn về nhà thôi à, Mình rất mong muốn là cái không khí mát mẻ nó sẽ quay trở lại sớm hơn Và sớm một chút à. theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia về thông tin thời tiết, trong những ngày tới, cả nước sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng kéo dài. Vâng, về cái tình hình nắng nóng ở cái khu vực cả nước ấy, trong sau cái dịp dỗ tổ của thì vẫn là cái một cái đợt nắng nóng kéo dài các tỉnh bắc bộ cái đợt kéo dài nắng nóng có khả năng kéo dài đến sau ngày 21 tháng 4 và khu vực trung bộ thì cũng là kéo dài sau ngày 21 tháng 4 và khu vực tây nguyên nam bộ thì có thể nắng nóng sẽ kéo dài đến hết của tháng 4 tại vì giai đoạn tháng 4 là cái tháng nắng nóng gai gắt ở cái khu vực trung ở uh, tây nguyên và nam bộ và dự báo cái nắng nóng ở khu vực tây nguyên nam bộ thì nó chỉ giảm khi mà vào khoảng những ngày cuối tháng 4 vào đầu tháng 5 khi có những cái cơn mưa trái mùa lúc đó thì cái nắng nóng nó mới có khả năng giảm dần. Để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế đi ra ngoài đường trong khung giờ từ 10 giờ tới 16 giờ trong những ngày nắng nóng, uống tối thiểu 1 lít rưỡi tới 2 lít nước mỗi ngày, mặc quần áo sáng màu, thoáng mát và thấm hút mồ hôi. Dự án thí điểm ứng dụng công nghệ EHP trong quản lý, điều hành các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố Hà Nội được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, ban chỉ đạo đề án 06 và Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm trong vòng 6 tháng, kể từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 10 năm 2024. Đây được cho là một sáng kiến mới, hứa hẹn mang lại nhiều trải nghiệm tiện lợi cho cả người dân và ban quản lý các bãi đỗ, điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố cái mục đích để hướng tới đầu tiên là để cho cái sự thuận tiện cho khách hàng, cái hệ thống camera thông minh nó sẽ nhận diện cái thẻ y e gắn trên các xe sẽ tự động tính tiền và trừ thẳng tiền trong cái tài khoản của người tham gia giao thông. cái thứ hai đối với đơn vị quản lý là các cái đơn vị vận hành khai thác này hoặc là các cơ quan quản lý nhà nước thì bằng một cú click trên máy tính sẽ quản lý được toàn bộ tất cả các đơn vị mà đang làm cái việc trông giữ xe trên địa bàn của thành Hà Nội và cái thứ ba nữa là dần dần là hình thành một cái thói quen thói quen để người dân sau này là sẽ không dùng tiền mặt Đấy, đi đường chỉ cần cái tài khoản là xong Công nghệ được sử dụng trong việc thí điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt là những công nghệ hiện đại, ưu việt, được đánh giá hoạt động khá xuân sẻ trong những ngày đầu thí điểm. Chúng tôi đang ứng dụng công nghệ RFID cho các trạm thu phí trên toàn quốc. thì Hiện nay tôi đang triển khai cho các bãi đỗ và công nghệ AI nhận diện biển số thôi, bằng cách tự động nhận diện biển số đầu vào đầu ra đầu vào thì hệ thống hoàn toàn nhận diện 100 trăm tự động mở ba đe cho xe qua nên cái thời gian mà xe vào chỉ mất khoảng hai ba giây là xe đã vào đến bãi rồi theo tôi đánh giá thì cái công nghệ này đang là công nghệ hiện đại nhất ở Việt Nam bây giờ việc ứng dụng công nghệ EHP không chỉ giúp các tổ chức cá nhân thuận lợi trong việc tìm kiếm bãi đỗ gửi xe thanh toán nhanh chóng đa dạng các hình thức mà còn rút ngắn thời gian ra vào tại các bãi đỗ điểm trông giữ xe giúp công tác quản lý điều hành kiểm soát các phương tiện được khoa học và chặt chẽ Dự án đầu tư xây dựng cầu thượng cát và đường dẫn hai đầu cầu nối quận Bắc Từ Liêm sang huyện Đông Anh được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu chuẩn bị đầu tư và khởi công đúng dịp mùng 10 tháng 10 năm 2024 kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 8.300 tỷ đồng. Tại cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu thượng cát do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, hội đồng thi tuyển đã trao giải nhất cho phương án mã số TC03 do liên danh Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải và Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập vương thiết kế. Phương án với hình ảnh cánh chim hòa bình có nhịp cầu gồm 4 nhịp sử dụng kết cấu dây băng. Trụ cầu thiết kế vuốt cong nhẹ sang hai bên thành cầu theo hình dáng một cánh chim vươn cao. Mặt cắt ngang cầu chính rộng 37,4m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp. Công trình được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch kết nối, khai thác hợp lý với hạ tầng giao thông đã được xây dựng, phục vụ nhu cầu đi lại, giảm thiểu ùn tắc, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô nói riêng và khu vực nói chung. Mới đây, trên quốc lộ 1, đoàn qua địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam phát hiện xe tải chở theo 430 bao đường cắt trắng với tổng khối lượng 21,5 tấn và 205 nồi cơm điện nhãn hiệu sách không dán tem nhưng chỉ có 18 tấn đường có hoa đơn bán hàng. Qua điều tra, Bộ Chủ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng đối với chủ hàng về hành vi kinh doanh hàng nhập lậu và tịch thu tăng vật vi phạm về buôn lậu gian lận thương mại thì hết sức tương vi và phức tạp à, các đối tượng lợi dụng các đường mòn lối mở đặc biệt là lợi dụng có tại các cửa khẩu để mà trà trộn để mà còn gian lận thương mại vào còn như tình quảng nam không những là ngay trong dịp tết mà nó xảy ra là bất cứ cái thời gian nào đặc biệt là những thời gian mà sau tết thì cái, cái hoạt động nó lại càng phức tạp Tại khu vực biên giới cửa khẩu quốc tế Nam Giang, từ đầu năm đến nay đã có hơn 7.000 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, hàng chục nghìn lượt người qua lại cửa khẩu. Do đó, bên cạnh việc đảm bảo giải quyết thủ tục thông quan cho người hàng hóa nhanh chóng, thì công tác phòng chống buôn lậu, dân lận thương mại luôn được lực lượng chức năng hai nước Việt-Lào đặt lên hàng đầu. Trạm công an cửa khẩu Đắc Đạo đã làm tốt công tác phối hợp với Việt Nam phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian trần, trong và ngoài Tết. Hai đơn vị đã phối hợp kiểm soát tốt người và phương tiện, chưa phát hiện vấn đề gì nổi lên và trường hợp nào liên quan đến buôn lậu và gian lận thương mại. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các đơn vị và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên lâu dài ngoài cái kiểm tra kiểm soát tại cái cửa khẩu cảng biển còn phải tuần tra các đường mòn đối mở để đấu tranh có hiệu quả hoạt động buôn lậu gian lận thương mại ở trên địa bàn của bộ đội phòng phụ trách năm 2023 lực lượng chức năng quảng nam đã phát hiện bắt giữ 320 vụ việc buôn bán vận chuyển hàng cấm hàng lậu khởi tố 150 vụ 227 đối tượng nhiều vụ vi phạm khác tiếp tục được phát hiện ngay sau tết nguyên đán là lời cảnh báo. Hoạt động buôn lậu và nhân lần thương mại không bao giờ lắng xuống trong bất kỳ thời điểm nào và ở đâu. Đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm giữa cơ quan chức năng, chính quyền và người dân trong công tác phòng chống tội phạm. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.